Xin chào mọi người. Cái tiêu đề có lẽ đã quá rõ ràng, thế nên mình sẽ đi thẳng vào câu chuyện. Đã bao giờ các bạn rơi vào tình huống mà một hội bạn của các bạn đang đứng trước cổng trường nói chuyện tán gẫu, thì từ đằng xa, một thằng trước học cùng lớp mới đi du học trở về, dáng đi thì khệnh khạng như thằng thọt, chạy đến vỗ vai mọi người và sau đó thì bắn tiếng Anh tung tóe. Những thể loại này thường nói chuyện bằng tiếng Việt rất là nhạt nhẽo, nhưng bao giờ cũng tỏ ra nguy hiểm. Còn khi mà nói tiếng Anh ấy thì lúc nào cũng phải vặn volume lên cỡ phải 2000% để đến mấy bác bảo vệ ngồi đằng xa có thể nghe được. Xong tưởng tượng mấy bác bảo vệ đang đánh tá lả trong nhà lập tức bật dậy chạy ra, cũng ra vẻ sĩ diện: "Cháu là nói tiếng Anh hay ngang con bác, du học sinh mới về đúng không? Chắc bên kia học kinh lắm nhỉ. Bác là bác định cho bằng con bác cũng đi học nước ngoài chứ mà. Nó bảo là học ở Việt Nam tốt hơn nhiều, thế nên là bác kệ. À mà đây, số điện thoại thằng con bác này, có gì tí gọi điện trao đổi luôn. Sáng nay bác cho nó 10.000 nữa anh em tha hồ đi chơi." Trong khi đó, mấy em nữ xinh xắn lớp bên không liên quan, thì cứ như mấy con robot đã được lập trình là cứ khi nào nghe thấy ai nói tiếng Anh là ré lên như mấy con dở hơi, xong chạy đến la liếm. Kiểu anh ý nói câu gì là mắt các em long lanh câu đấy. Anh ý mà có quay sang nói "fuck you", chắc các em cũng chết mệt vì anh ý nói từ "fuck why". Trường hợp khác là hồi hè 2 năm trước, đợt mình về nước, thì có một hôm mình có đi uống cà phê với một em mới quen. Thì em này nhìn cũng xinh xắn và nhìn cũng có vẻ biết điều. Nhưng mà cuối cùng sau hôm đấy thì bạn cứ tưởng tượng cuộc nói chuyện của bọn mình nó như này: trung bình tầm 5 đến 6 giây sẽ có một từ tiếng Anh xuất hiện. Tất nhiên là không phải từ mình, nó kiểu như này: "Em qua lên VA xem, tìm được mấy trường khá ưng, mỗi tội không cho nhiều scholarship. Em gọi cả đến mấy trung tâm Anh ngữ, hỏi cả teacher rồi bọn classmate mà cũng chẳng tìm được thêm gì. Anh có opinion gì không?" Em thử đại học ngoại thương nhá. Anh này phân đi quá cơ. Xin lỗi các bạn một câu, nhưng mà cho mình hỏi thẳng là các bạn thích thể hiện gì? Các bạn thích thể hiện rằng mình là một người không biết hòa nhập à? Hay là chỉ vì những cái danh hạ vớ vẩn như là giỏi tiếng Anh? Nếu mà đây là luyện tập ở nhà này, hoặc là ở trên lớp giờ tiếng Anh, hoặc là ở các trung tâm Anh ngữ, các bạn có thể nói tiếng Anh thoải mái, chẳng ai cấm mà cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng mà một khi đã ra ngoài cái khuôn khổ đấy thì các bạn nói tiếng Việt cho mình nhờ, ok? Trong một cái xã hội Việt Nam bây giờ, khi mà việc đi du học và lối sống sính ngoại là một xu hướng, thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người bị choáng ngợp bởi việc bạn bán tiếng Anh. Nhưng thực chất đây chỉ là những người không hiểu và không nắm rõ vấn đề. Còn đối với những người mà đã hiểu tường tận đầy đủ mọi mặt của vấn đề, thì họ chỉ nhìn thấy một điều duy nhất rằng là bạn đang dần mất gốc mà thôi. Hôm nay tạm thế đã. Ai có gì thắc mắc thì cứ tự động Google nhé. Mình vào nhà đây.